Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam. Và hôm nay ngày thứ sáu, ngày 2 tháng 3 2018, thưa quý vị, thời tiết tại thủ đô Washington ngày hôm nay rất là khắc nghiệt vì cái cơn gió tây bắc thổi rất là mạnh. Nhiệt độ hiện tại 40 độ, trời có rất là nhiều mây, vừa mưa và có những cái hạt tuyết rất là nhẹ. Và với cái cơn gió tây bắc này thổi mạnh trong ngày hôm nay, thưa quý vị, tất cả các trường học ở DC, Maryland, Virginia đang đóng cửa. Và những cái trở ngại mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị trong phần giao thông. Trước tiên thì thời tiết như Lê Ngọc thưa, hiện tại 40 độ, nhưng mà với cái gió tây bắc thổi quá mạnh, làm cho đến cả hơn 100.000 căn nhà ở 3 vùng không có điện. Và với cơn gió này thì cái độ lạnh mà chúng tôi đang cảm nhận có thể đang ở 28 độ. Và ngày hôm nay cao nhất trong ngày thứ sáu, nhiệt độ chỉ lên cao cho tới 45 độ mà thôi, vào buổi tối xuống thấp 35 độ. Và ngày mai, ngày thứ bảy, thì bầu trời vẫn mây âm u và gió thổi vẫn mạnh, nhưng mà nhiệt độ sẽ ấm hơn ngày hôm nay, cao nhất cho ngày thứ bảy 51 độ, buổi tối vẫn ở 35 độ. Nhưng mà khi mà bước qua ngày Chủ nhật thì thời tiết thay đổi. Một ngày Chủ nhật cũng khá thú vị cho những ngày cuối của mùa đông, vì ngày Chủ nhật bầu trời lại trở lại nắng, trong sáng, nhiệt độ cao nhất 52 độ và buổi tối 31 độ. Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào sự kiện nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sự kiện gì đã xảy ra? Thưa quý vị, khi mà Tổng thống Donald Trump ông vừa tweet vào sáng sớm của ngày hôm nay, sáng sớm của ngày thứ sáu, và kinh tế Dow Jones như thế nào sau cái lời tweet của Tổng thống Donald Trump? With a live look at the Dow Jones big board, markets just tumbled 500 points a couple of hours ago on the back of a controversial announcement from the U.S. president. Donald Trump says his administration will start imposing tariffs on aluminum and steel imports. And this is how Wall Street reacted. You can see where the dip began around the same time that Trump was meeting steel and the White House. This immediate... Wall Street, with a live look at the Dow Jones big board, markets just tumbled 500 points a couple of hours ago on the back of a controversial announcement from the U.S. president. Donald Trump says his administration will start imposing tariffs on aluminum and steel imports. And this is how Wall Street reacted. You can see where the dip began around the same time that Trump was meeting steel and aluminum executives in the White House. Thưa quý vị, kinh tế Dow Jones của nước Mỹ từ ngày hôm qua cho tới sáng ngày hôm nay vẫn bị xuống mức điểm, thưa quý vị, vì Tổng thống Donald Trump, ông đã tweet và ông cho rằng là ông sẽ áp một cái mức thuế, mà cái mức thuế này là 25% đối với thép nhập khẩu từ nước ngoài và 10% đối với nhôm, tăng cái nguy cơ chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Và ngoài sự kiện này, thưa quý vị, những sự kiện đang xảy ra ở ngay tại Tòa Bạch Ốc và những cái vấn đề đang bị chỉ trích rồi, ông công tố Robert Mueller vẫn tiếp tục điều tra những sự việc chung quanh vấn đề là Nga có liên quan tới chiến dịch tranh cử trong năm 2016. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, tướng McMaster có thể rời Tòa Bạch Ốc hay không? Rồi Tổng thống Donald Trump chỉ trích ông Jeff Sessions, và ngay cả ông đô đốc Mike Rogers lên tiếng là Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra một cái lịch gì để mà chống lại cái sự tấn công mạng của nước Nga. Quá nhiều sự kiện trong ngày hôm nay. Lê Ngọc sẽ trở lại với lại luật sư Duyên trong vài giây phút khi mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những cái tin tức liên quan đến thế giới. Xin mời quý vị đón nghe, theo dõi. Và bước vào phần tin liên quan đến thế giới thì thưa quý vị,
Tổng thống Putin, ông vừa mới đưa ra một thông điệp, đó là thông điệp liên bang mới nhất của ông Putin trong ngày đầu của tháng 3. Và cái thông điệp này cho biết là vừa trấn an vừa cảnh báo. Thưa quý vị, ông Putin được cho là đã nhằm khơi dậy lòng yêu nước của người dân Nga, đồng thời còn răn đe phương Tây. Ông Putin từng có 13 bài phát biểu thông điệp liên bang. Tuy nhiên, lần này cái thông điệp lần thứ 14 của ông phát đi trong ngày đầu của tháng 3 hoàn toàn khác biệt, chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Và thưa quý vị, một bình luận viên từ đài BBC đã nhận định rằng đầu tiên là thông điệp gửi tới phương Tây, đừng thúc ép chúng tôi. Tiếp theo đó là thông điệp dành cho người dân Nga, bầu cho ông Putin đồng nghĩa là người dân đang bầu cho vấn đề an ninh của quốc gia. Và bên cạnh đó thì ông Putin cũng lên tiếng và bác cái tin là chuẩn bị cho chiến tranh lạnh mới. Vì thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua thì ông Putin đã hé lộ rất là nhiều vũ khí chiến lược mới, bao gồm tên lửa hành trình bất khả chiến bại và ngư lôi hạt nhân siêu nhỏ. Và thưa quý vị, trong ngày đầu của tháng 3, khi mà ông đọc thông điệp liên bang, thì trong đó ông cũng đã công bố rất là nhiều dự án vũ khí chiến lược hiện đại đang trong một cái quá trình phát triển và thử nghiệm, và đây đang được đánh giá là những siêu vũ khí có khả năng răn đe và đủ sức đánh bại mọi hệ thống phòng thủ hiện đang có trên thế giới. Và những tên lửa này như thế nào? Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố rằng nước Nga đã phát triển một loại tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân có phạm vi tấn công không giới hạn và sẽ tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Lợi thế lớn nhất của cái mẫu tên lửa này đó là tầm bắn cực lớn, gần như là không có giới hạn, đáp ứng rất nhiều mục đích địa chính trị của nước Nga. Ông Putin cũng còn công bố một cái video minh họa những tên lửa hoạt động này, kết hợp giữa những hình ảnh của các vụ thử nghiệm thực tế và đồ họa để mà mô phỏng sự việc. Trong đó thì cái quả đạn phóng từ miền Tây của nước Nga bay dọc qua Đại Tây Dương và vòng qua Nam Mỹ trước khi mà đánh trúng vào một hòn đảo giả định giữa Thái Bình Dương. Và tên lửa này được cho là đã sử dụng một cái động cơ, đó chính là động cơ rocket nhiên liệu rắn, để đạt được một cái tốc độ hành trình trên 1.200 cây số cho mỗi giờ đồng hồ. Sau đó thì tên lửa này sẽ kích động được cái kích động cơ phản lực dòng thẳng mà họ gọi là ramjet, và vứt bỏ đi cái tầng đẩy sơ tốc để mà giảm khối lượng. Động cơ ramjet này sẽ hút một cái luồng không khí, trong khi tên lửa bay với một cái vận tốc rất là cao, đốt nóng bằng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ bên trong, và còn dùng được một cái luồng khí nóng để tạo ra một cái lực đẩy cho tên lửa. Và trong cái quá trình bay này thì tên lửa liên tục thay đổi hướng nhằm tránh được những cái hệ thống cảnh báo sớm và phòng không. Đây được coi cho là một cái tính năng rất là quan trọng, nhất là khi tên lửa có một cái tầm bắn gần như là không có giới hạn, và tên lửa này có thể bay vòng qua một tổ hợp phòng thủ và đánh trúng mục tiêu từ những cái hướng bất ngờ nhất. Và thưa quý vị, có quá nhiều mẫu tên lửa mà ông Putin đã nói đến. Và qua cái sự việc này thì hiện nay nhiều nhà phân tích đã cho rằng các loại vũ khí này có thể chịu sự kiểm soát của những hiệp ước tên lửa đã được Moscow và Washington ký kết trước đó. Ông Putin cũng chỉ đạo những viên chức Nga thảo luận với đối tác của Mỹ về sự xuất hiện của những siêu vũ khí này nhằm tránh một cái việc, đó là việc chạy đua vũ trang trong tương lai rất gần. Và ông Putin còn khẳng định về những gì được tiết lộ trong ngày đầu của tháng 3 thì chúng ta nên thông báo cho các đối tác theo đúng những quy tắc được thống nhất trước đó. Vào thời điểm thích hợp thì các chuyên gia từ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga sẽ thảo luận vấn đề này nếu mà những nước đối tác đồng ý. Và thưa quý vị, ngay lập tức Washington đã lên tiếng phản ứng về việc ông Putin đã khoe vũ khí mới với lại nước Nga. Thưa quý vị, trong ngày đầu tháng 3,
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích việc Tổng thống Vladimir Putin loan báo nước Nga có những vũ khí mới không thể nào bị đánh bại. Và theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là Heather Nauert, thông báo cho thấy rằng Moscow đã vi phạm những hiệp ước về vấn đề kiểm soát tên lửa. Và thưa quý vị, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Và Lê Ngọc sẽ mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến gửi đến những bình luận, những nhận định, những phân tích cho quý vị. Và thưa quý vị, những bản tin Morning News của NVR đã được sự bảo trợ chính thức của văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, chuyên về di trú, tố tụng cũng như là về hình sự. Và thưa quý vị, bất cứ những dịch vụ nào về vấn đề di trú, quý vị có thể gọi cho luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở số điện thoại 408-230-5333, 408-230-5333. Như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center, tòa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Bảo hiểm nha khoa với công ty Cigna Dental. Dù cuộc sống của chúng ta bận rộn với công việc làm hàng ngày, nhưng quý vị đừng quên đến việc chăm lo khám răng định kỳ. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy về vấn đề sức khỏe răng miệng như sâu răng, viêm nũ, viêm tủy, viêm quanh răng nếu quý vị không thường xuyên chăm sóc, do chủ quan và tiết kiệm không khám chữa răng định kỳ. Để tham khảo về chi phí và mức chi trả của bảo hiểm nha khoa, xin quý vị hãy gọi ngay cho Lệ Ngọc để biết về công ty Cigna Dental và quyền lợi 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Tưng bừng kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron, tổ chức xổ số miễn phí 100.000 đồng quà thưởng giá trị giải độc đắc xe Lexus SUV 2018. Dù có mua hàng hay không cũng được tặng vé số, mua nhiều tặng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao. Tuần này Teletron tiếp tục đại hạ giá kèm nghĩa cao cấp Omi, mua 1 tặng 1 free shipping trên toàn Hoa Kỳ, Lobos L1 Karaoke tặng quà đặc biệt. Nệm Lamborghini, nệm Money Stress Deluxe 100% Italy được Hiệp hội Chỉnh sư Hoa Kỳ chứng nhận sale 40% off, mua lại nệm cũ 500 đồng. Ghế massage và trị liệu Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, 150 đồng một tháng trả góp 5 năm không tiền lời. Máy rung tăng mỹ giảm cân Dr. Fuji 45 đồng một tháng. Sofa da 100% made in Italy. Bàn ăn mặt đá thiên nhiên sale đến 50% off. Mua lại bàn ăn sofa hư cũ 500 đồng. Ghế Fuji Medic made in Japan 4D L-Track massage lần đá nóng từ cổ đến xoa bóp lòng bàn chân rất độc đáo chỉ 6.998 đồng, mua lại ghế massage cũ $500. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999. Teletron Phước Lộc Thọ 714-898-6999. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với Morning News của NVR với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Lê Ngọc. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ vâng, trước khi mà gửi đến cho quý vị thính giả những bình luận, những phân tích, nhận định của luật sư Duyên, Lê Ngọc xin thưa với lại anh Duyên là thời tiết tại thủ đô Washington trong ngày thứ sáu hôm nay quá khắc nghiệt thưa anh. Cái cơn gió Tây Bắc thổi rất là mạnh, hiện tại đã gần 40 dặm một giờ và có lúc sẽ lên tới 60 dặm một giờ.
rồi rất nhiều nhà, những gia đình của ở ba vùng DC, Maryland, Virginia hôm nay đã bị cúp điện. Con số này lên tới hơn 100.000 căn nhà đã bị cúp điện, thưa với anh, rồi trường học cũng bị đóng cửa. Chắc là thời tiết miền Bắc California của anh không đến nỗi nào như vậy, phải không ạ? Không đến nỗi nhưng mà cũng khác thường. Có nghĩa là đang ở trong một cái cơn bão mà và nhiệt độ thì lạnh, mà lạnh buốt xương, bone chilling cold, lạnh lắm. Và cũng đây cũng là lạ, là tại vì thường vào tháng khoảng giờ thời tiết này, khoảng tháng này đó, thì thời tiết Bắc Cali nó khô. Nhưng mà bây giờ thì mưa, và sau cơn bão này thì hình như có dự đoán sẽ là tuần tới cũng sẽ có mưa nữa. Và do đó mà những cái chỗ mà chơi tuyết gần cái vùng Bắc Cali đó, năm nay thì họ cũng vui, là bởi vì họ sẽ có thêm cái business cho thêm, có lẽ là kéo dài tới khoảng tháng 4, tháng 5. Thì đó là cái khác về thời tiết của năm nay. Dạ vâng, với cái sự thay đổi của thời tiết thì thưa quý vị, về vấn đề chính trị tại nước Mỹ và ngay cả trên thế giới, anh em của chúng tôi lần lượt sẽ gửi đến cho quý vị xem có nó có sự những cái sự khác biệt giống là thời tiết hay không. Thì thưa với luật sư Duyên, trong những cái giây phút đầu thì Lê Ngọc đã gửi đến cái nội dung bài diễn văn thông điệp của ông Putin trong cái ngày đầu tháng 3. Đây là một cái bài diễn văn thường niên mà ông đọc trước Quốc hội của nước Nga. Thì lần này ông Putin, ông đã dành phần lớn thời gian để mà ca ngợi những vũ khí mới, những tên lửa mà nước Nga đã phát triển để đối phó với những mối đe dọa mà ông cho rằng là từ nước Mỹ. Và cụ thể thì ông Putin đã giới thiệu đến những cái loại tên lửa hành trình mới, hoặc là tên lửa siêu thanh, rồi đến những tàu lặn cỡ nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân, và một vũ khí laser mà ông còn cho rằng hiện nay còn quá sớm để mà công bố những cái chi tiết này. Và theo lời của ông Putin, những cái vũ khí mới này nhằm để đáp lại là việc chính Hoa Kỳ cũng đang triển khai những hệ thống chống tên lửa ở Đông Âu và Hàn Quốc, cũng như là việc Washington công bố chủ thuyết quân sự mới với một cái mục tiêu trang bị cho Hoa Kỳ những vũ khí hạt nhân mới có một cái cường độ thấp hơn. Thì với cái sự lên tiếng của Tổng thống Nga trong ngày hôm qua, nhận định của luật sư Duyên như thế nào về vấn đề vũ khí của cả nước Nga và nước Mỹ, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là Putin đọc cái bài diễn văn này vì vài tuần nữa là đã đi bỏ phiếu rồi. Không có một sự thành công nào ở Nga khiến cho Putin có thể mà nói ngon lành hết. Thành ra đem vũ khí để mà show về cái sức mạnh quân sự. Mặc dù là ai cũng biết là đây là một cái chế độ độc tài, cho nên chắc chắn là Putin sẽ chiến thắng rồi đó. Nhưng mà cũng là nói lên một cái speech để mà chứng minh rằng là trong cái thời mà ông làm, ông đạt được một cái gì. Nhưng mà có một cái điều buồn cười đó là cái video mà ông ta trình chiếu trong cái bài diễn văn của ông đó, là bây giờ được khám phá ra là cái video đó đã thu 7 năm trước, là chứ không phải là mới đây. Thu 7 năm trước cái hình ảnh phóng cái quả tiễn lên, bây giờ dùng cái video đó ghép vô một cái màn gọi là họa đó, hình mặt vẽ đó, để cho thấy một cái là có vũ khí mới, chứ thực sự thì không có gì gọi là đặc biệt cả. Cái điều mà Putin nói đó hình như là nước Mỹ coi thường lắm, nghĩa là không có một cái gì mà người ta lên tiếng, người ta nói rõ là thứ nhất cái video đó là đã 7 năm trước rồi. Bây giờ mình nhớ lại là cách đây vài tháng thôi, cái chiếc tàu hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga cũng cho chạy ở trên biển, phun khói đen, thuộc loại mà hàng không mẫu hạm thời xưa rồi đó, thời là lâu lắm rồi. Thế bây giờ cũng đã tê liệt luôn rồi. Cho nên cái việc mà nói rằng là có vũ khí laser, nếu mà quý thính giả lên Google để mà xem mấy cái YouTube đó, lên YouTube để mà xem, thì mới thấy rằng là cái việc mà phát triển vũ khí laser Mỹ cũng đã có trước Nga lâu rồi, bây giờ mà Nga mới nói. Và đặc biệt là cái bài diễn văn này nó hướng về phía Mỹ. Thành ra tất cả các cái giới chức quân sự của Mỹ họ shut off và coi thường, họ nói rằng là cái chuyện này không có cái gì lạ, không có gì mới lạ hết. Cái lời nhắn của Putin cho Mỹ đó không phải là lời nhắn về đó, mà đe dọa nói rằng là những người nào mà nghĩ rằng là có vũ khí hơn chúng tôi, hoặc là muốn săn sinh chúng tôi đó, thì phải listen, phải lắng nghe.
Mình nói như vậy mình biết là cái bài diễn văn này hướng về ai rồi? Giới chức ở Hoa Thịnh Đốn, giới chức ở về quân sự đó thì họ coi thường, họ chả nói gì, họ chỉ lên tiếng cho biết rằng là cái đây là một cái loại diễn văn không có, chỉ hù dọa chơi cho vui thôi, không có một cái gì gọi là quan trọng lắm. Cái đặc biệt là phía tòa Bạch Ốc hay tòa Tổng thống Trump đó thì hoàn toàn im lìm. Thành ra mình mới thấy một cái buồn cười là khi mà Kim Jong Un nói Kim Jong Un có một cái nút nguyên tử thì Tổng thống nói là cái nút của Tổng thống bự hơn cái nút của Kim Jong Un. Khi cái bất kỳ một cái điều gì mà khi đụng tới Nga và đụng tới Putin đó, thì vị Tổng thống gọi là đại Tổng thống thiên thời của chúng ta đó hoàn toàn im lìm, không có nói cái gì hết đó. Cho nên trong cái nhìn của tôi đó, cái vũ khí nguy hiểm của Nga không phải là vũ khí nguyên tử, không phải là xe tăng, không phải là tàu ngầm. Vũ khí nguy hiểm của Nga đối với nước Mỹ đó, nó có một cái tên là Donald Trump. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, tiếp lời với luật sư Duyên thì ngay cả phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, thưa quý vị, đó là bà Dana White, bà cũng lên tiếng, bà cho rằng là bà rất là xem thường những vũ khí mới, những tên lửa mới mà ông Putin vừa mới loan báo. Bà cũng cho biết đó là những cái vũ khí này, như luật sư Duyên vừa mới thưa với quý vị, đã được phát triển từ rất lâu, và bà Dana White này, bà khẳng định là bà tin tưởng vào cái khả năng phòng thủ của nước Mỹ chống lại mọi cuộc tấn công với bất cứ loại vũ khí nào, kể cả tên lửa siêu thanh. Nhưng mà thưa với luật sư Duyên, theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là Heather Nauert, thì cho biết là nước Nga đã vi phạm các hiệp ước về vấn đề kiểm soát tên lửa, thì điều này có đúng hay không ạ? Thực sự là các hiệp ước giữa các cường quốc với nhau đó được viết ra để mà họ xâm phạm, để mà họ không có dễ gìn giữ cái chuyện mà Nga hay Mỹ hay là Trung Quốc mà vi phạm những cái hiệp ước. Cái chuyện đó nó tương đối nó không có lạ đâu. Chỉ có một điều là Mỹ trong những cái đời tổng thống trước đó, sở dĩ mà người ta tôn trọng cái hiệp ước là bởi vì người ta muốn giữ cái uy tín, cái tư thế lãnh đạo của nước Mỹ. Còn bây giờ với cái thời hiện tại, với cái lãnh đạo hiện tại đó, họ sẽ vi phạm, mà họ vi phạm một cách nghĩa là giống như là con nít mà hứa với nhau một điều rồi không có làm nữa, thì cái đó nó khác nhau. Cho nên yes, Nga vi phạm, yes, Trung Quốc vi phạm. Và cái điều đó mình mới hiểu là tại làm sao những cái nước mà bị label, bị dán cái nhãn hiệu là những cái rogue nation đó, những cái quốc gia nổi loạn đó, tại sao mà Do Thái, Trung Quốc, Mỹ, Nga làm vũ khí nguyên tử thì được, mà Iran với Bắc Hàn thì lại không được quyền làm. Chính vì thế, cho nên cái ngang bướng của Bắc Hàn nó cũng có cái lý do của nó. Cái tàn bạo của Kim Jong Un thì không, hoàn toàn không có thể chối bỏ rồi. Nhưng mà cái ngang bướng, thực sự ra tại sao chúng ta chỉ dành cái quyền ngang bướng đó cho Nga với cho Tàu thôi? Mỹ cũng ngang bướng, nhưng mà ít ra Mỹ vì cái uy tín thế giới cho nên Mỹ tự kềm chế nhiều lắm. Chứ nếu mà Mỹ có ngang bướng đi nữa cũng không ai làm gì được. Cho nên cái câu trả lời là yes, những cái hiệp ước được viết ra để rồi bị người ta coi thường, để bị người ta chà đạp, cái chuyện đó không có lạ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc thì vừa mới thưa với quý vị là sau khi mà ông Putin, ông khoe về vũ khí mới của nước Nga đi theo lời của ông, thì chỉ mới có bên Ngũ Giác Đài và Dana White lên tiếng cho biết, rồi Tổng thống Donald Trump thì chưa nói gì hết. Nhưng mà đặc biệt đó, thưa với luật sư Duy, ngoài cái vấn đề vũ khí tên lửa mới của nước Nga, thì còn có một sự việc, đó là cái sự việc mà ông giám đốc của cơ quan NSA, đó là ông Mike Rogers, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia, thì còn lên tiếng và còn cho biết là Tổng thống Donald Trump chưa có lên tiếng, chưa cho ông có một cái quyền hay một cái hành động nào về cái vấn đề gây hấn kéo dài của nước Nga. Cho đến thời điểm này thì Tổng thống Donald Trump, ông vẫn chưa ra lệnh cho ông Mike Rogers có một hành động gì để chống lại cái sự can dự của nước Nga, từ vấn đề là trong chiến dịch tranh cử hay là ngay cả trong cái vấn đề mà tình trạng mạng mà nước Nga đã xâm nhập vào nước Mỹ. Sự việc này nói lên điều gì thưa luật sư Duyên?
nói lên là hãy bất kỳ một cái gì mà nó liên quan tới Nga, liên quan tới Tổng thống Putin, thì Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump ra lệnh là shut the fox up, có nghĩa là ông đô đốc Rogers, ông nói rằng là ông báo cáo đầy đủ, cái cơ quan NSA đã báo cáo đầy đủ, mà cho tới mãi, cho tới giờ phút này, không nghe rằng là mình được một cái lệnh gì để mà kháng cự lại hết. Và ông ta nói ông ta cũng chỉ là cấp dưới thôi, thành ra báo cáo thì báo cáo, nhưng mà cái policy, cái chính sách chưa có cho mình tấn công ngược lại, thì ông cũng đang bị bó tay. Thì cái đó, do đó cái đó nó là một cái mà khi mà tôi nghe Putin nói cái bài diễn văn của mình đó, tôi cười liền. Tôi nói rằng là cái vũ khí nguy hiểm nhất của nước Nga nó có cái tên là Donald Trump. Chúng ta đang có một cái vị đại tổng thống thiên thời mà bất kỳ người nào yếu hơn mình đó, là tổng thống có một cái nghĩa là bully, bắt nạt kinh hoàng lắm. Nhưng mà khi mà tới Putin, khi mà tới nước Nga thì tổng thống lại shut up, tổng thống shut the fuck up, mà tổng thống lại có vẻ gọi là lo sợ nữa. Cái điều đó mới là lạ. Cho nên ngày hôm nổi cái chuyện mà như vậy thôi đó, chính tổng thống mà cũng phải đứng lên mà cự với lại cái ông tổng trưởng tư pháp của mình, Jeff Sessions của mình, phỉ mà gọi là phỉ báng người ta, nhục mạ người ta, công khai làm việc cho đại tổng thống không có một cái vinh quang gì hết, nhưng mà hãy có một cái chuyện gì mà lỡ mà đụng tới gọi là thiên quốc mà nước Nga của đại tổng thống, đó là tổng thống sẽ chửi mình thôi. Cho nên nghe lời nói của ông Mike Rogers, chúng ta mới lại càng gọi là rất là kính trọng những người tướng lãnh, những chiến sĩ đang chiến đấu cho nước Mỹ. Họ chiến đấu, họ dùng cái sinh mạng của họ để mà họ bảo vệ chúng ta, bảo vệ trên mọi biên giới và ngay cả cái vấn đề thông tin mạng. Bây giờ mặc dù đại tổng thống Donald Trump chưa có ra lệnh, tôi không có ngây thơ đến mức độ mà tôi nói rằng là phía Mỹ họ không làm gì. Họ làm nhưng mà họ làm trong cái chừng mực, bởi vì người ta làm, người ta không có muốn một cái lúc nào đó đại tổng thống Donald Trump lại nói người ta là đi ngược chính sách của đại tổng thống rồi lại bỏ tù, người ta không có làm. Nhưng mà tôi vẫn tin tưởng là trong tất cả những cái bầy nhầy của cái đầm lầy hiện giờ ở Tòa Bạch Ốc đó, chúng ta vẫn đang có những chiến sĩ, người ta chiến đấu, người ta thầm lặng và người ta bảo vệ mình. Điều đó nó nói lên cái sự im lặng của những người tướng như là ông James Mattis, như là ông tướng McMaster, như là những cái vị khác mà đang làm việc âm thầm ở trong cái. Thành ra thưa quý thính giả, là khi mà chúng ta nhìn cái bức hình của Jeff Sessions mà ngồi chụp hình ở trong một cái nhà hàng với lại hai người phụ tá là ông Rod Rosenstein và ông Noel Francisco ở tại DC, cái hình đó, quý khán giả xem cái hình đó rồi quý khán giả sẽ thấy rằng là nó có một cái thông điệp từ cái bức hình đó. Chúng ta nhìn những cái điều đó mà chúng ta cũng thấy yên tâm một chút xíu. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, luật sư Duyên vừa mới nhắc đến ông Jeff Sessions rồi. Trong ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị là Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích tướng Jeff Sessions như thế nào và cái sự đáp trả của ông Jeff Sessions. Rồi ngày hôm nay thì luật sư Duyên vừa mới nhắc đến là có một cái bức hình chụp ba nhà lãnh đạo của Bộ Tư pháp ngồi chung với nhau tại một nhà hàng ở DC. Thì cái thông điệp này nói lên điều gì? Luật sư Duyên chưa nói đến rõ ràng, thưa luật sư Duyên. Thứ nhất là chúng ta biết là hiến pháp của Hoa Kỳ không có một cái khoản nào mà cấm vị tổng thống sa thải một cái người mà gọi là những cái viên công tố viên hay điều tra viên đặc biệt như là Rob Mueller. Tổng thống vẫn có quyền làm. Cái điểm thứ hai nữa là tổng thống có quyền trong cái tình trạng hiện tại nè. Tổng thống có thể là không có đuổi được trực tiếp ông Robert Mueller, bởi vì ông Mueller là dưới một cái người sếp trực tiếp của ông Mueller là ông ngay bây giờ là Rod Rosenstein. Thì tổng thống có thể là ra lệnh là đuổi ông Jeff Sessions rồi đuổi luôn Rod Rosenstein, để cho cái người nào mà kế tiếp đó thì tổng thống sẽ ra lệnh cho người đó đuổi Robert Mueller.
hoặc là tổng thống điên lên tổng thống cũ cũng có thể đuổi thẳng Robert Mueller nữa. Không có một điều gì trong cái hiến pháp Hoa Kỳ ngăn chặn cái điều đó. Sở dĩ mà Donald Trump không làm cái điều đó vì một cái thế lực, nó gọi là thế lực chính trị. Cho nên chúng ta biết rằng để mà đối kháng lại với đại tổng thống thiên thời của chúng ta đó, thì là những cái thế lực chính trị nó càng ngày nó càng lên tiếng. Mặc dù cái nền tảng mà điên cuồng đối với tổng thống Trump nó vẫn nằm đó, nhưng mà những người nằm ở trong cái cơ cấu chính trị của Mỹ, người ta đã nhìn thấy những bây giờ những cái lời phê phán từ các dân biểu, các nghị sĩ, báo chí, bây giờ họ không có còn nhẹ nhàng nữa, họ nói thẳng luôn. Họ nói, thậm chí họ nói rằng là cái việc mà impeachment của tổng thống nó không còn xa vời nữa. Thì chính vì những cái áp lực đó mà Donald Trump bây giờ chưa có đụng tới, chưa dám đụng trực tiếp liền với Sessions hay là tới Robert Mueller. Vậy thì khi mà tổng thống gọi là sĩ mạ ông Jeff Sessions đến mức độ mà có người lên tiếng nói rằng là nếu mà tôi cũng lại là một nhân vật ở Washington DC nữa nổi tiếng, nói rằng là nếu mà tôi là Jeff Sessions, tôi đã resign, từ chức rồi. Thế mà Jeff Sessions vẫn không từ chức. Và bên cạnh đó mới làm một, quý tín giả nhớ là ở DC, ở cái nhà hàng đó là một cái nhà hàng mà ai cũng nói rằng là hễ mà đã đi vô đó thì có nghĩa là đừng có hy vọng là không ai để ý. Đằng này ba ông của cái bộ tư pháp số 1, số 2, số 3 ngồi ăn với nhau mà để cho ông Jeff Sessions ngồi ở bên cái phía mà dễ chụp hình thấy, rồi gần như là đèn rọi cho sáng sáng nữa rồi chụp hình. Cái thông điệp đó nói rằng là về hiến pháp có thể chúng tôi không có, nghĩa là nếu mà tổng thống đuổi là chúng tôi phải ra đi thôi, nhưng mà về cái chính trị đó tôi cho thấy một cái sự gọi là đoàn kết giữa chúng tôi với nhau trong bộ tư pháp, là nhân vật số 1 Jeff Sessions, số 2 là ông Rod Rosenstein và số 3 là ông Noel Francisco, là chúng tôi back up lẫn nhau. Cho nên nếu mà giả sử Donald Trump mà muốn đụng tới những người này để rồi đụng tới Robert Mueller đó, thì coi như là Donald Trump đang để cái sự nghiệp, cái tổng thống chế của mình và cái sự nghiệp của chính trị của mình lên trên cái sòng bạc vậy thôi. Cái chuyện đó là thành ra cái thông điệp của Jeff Sessions đưa ra từ bức hình đó cho thấy rằng là về mặt chính trị chúng tôi cũng có một cái khối nhất quán của chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi cứ đứng yên đó để cho tổng thống muốn làm gì thì làm. Thì đó là cái thông điệp, trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, dù là chúng tôi không phải là để cho tổng thống muốn làm gì thì làm, nhưng mà cái quyền lực của tổng thống nước Mỹ rất là lớn, thưa quý vị. Vì qua lời của đô đốc Mike Rogers, thưa luật sư Duyên, giám đốc của cơ quan an ninh quốc gia NSA, thì chính ông cũng lên tiếng và ông cần cho rằng là chính ông cần có một cái quyết định về chính sách từ tổng thống Donald Trump để mà ông được biết rõ là ông phải làm như thế nào, ông hành động theo hướng nào. Vì hiện nay các thượng nghị sĩ ở cả hai bên đảng Cộng hòa và Dân chủ, họ cũng đã bày tỏ một cái sự không hài lòng với chính phủ của tổng thống Donald Trump hiện nay về việc thất bại, chưa đưa ra một cái chính sách rõ ràng nào trong một cái nỗ lực để mà ngăn cản cái sự can dự của Nga từ vào cái cuộc bầu cử trong năm 2016 và sắp tới đây trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Thành thử ngay chính ông Mike Rogers, ông cho rằng không có lệnh gì từ tổng thống thì chính cái khả năng đối phó của ông cũng bị giới hạn bởi những cái ấn định liên quan về quyền hạn của ông Rogers trong lúc này. Và trở lại cái vấn đề của ông Jeff Sessions, thưa luật sư Duyên, ngoài ông Jeff Sessions thì hiện nay còn có những cái tin là ngay cả ông tướng McMaster, ông này cũng phải đang chuẩn bị để mà rời tòa Bạch Ốc sau những cái căng thẳng với tổng thống Donald Trump. Sự kiện này cho tới ngày hôm nay như thế nào, thưa luật sư Duyên? Cái sự việc này, nếu mà Lê Ngọc nhớ, quý thính giả nhớ, thì anh em chúng tôi cũng đã nói lên cũng cách đây vài tháng rồi. Tức là qua những cái điều phát biểu của tướng McMaster hay là ông John Kelly, thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái chuyện thay đổi. Nhất là ông John Kelly thì về sau còn có vẻ chuyển hướng là đi về phía Trump nhiều.
Nhưng mà ông McMaster thì chúng ta nên nhớ đây là một vị tướng mà ông chiến đấu cả đời ông. Bởi tới cái thời gian mà ông phục vụ rồi ở cái thời mà chiến tranh Việt Nam đó, ông ta viết một cái cuốn sách, nó có cái tên là Dereliction of Duty, có nghĩa là đào nhiệm đó. Thì trong cái cuốn đó ông ta nói là nếu mà chúng ta có những cái thông tin mà chúng ta sợ một vị tổng thống đến mức độ chúng ta không nói sự thật đó, thì coi như là chúng ta cũng đã sao nhãng cái nhiệm vụ của chúng ta là bị vướng vào cái dereliction of duty đó, đào nhiệm đó. Thì đó là cái ý kiến của ông, cho nên từ cuốn sách đó thì nó cho thấy cái character, cái cá tính của cái ông McMaster này. Khi mà nghe cái tin là tin báo đưa ra là tòa Bạch Ốc có thể là sẽ đẩy ông McMaster đi trong vòng một tháng, có thể là cuối tháng 3 này đó, thì như thói quen thường lệ của đại tổng thống thiên thời đó, thì ông ta nói đây là fake news, McMaster là đang doing một cái great job. Tổng thống nói viết đến mức độ mà bây giờ nó nhão mà người ta không tin nữa. Người ta bây giờ báo nó vẫn nói rằng là McMaster chuẩn bị ra đi, đã bao nhiêu người trước đây rồi mà tổng thống mà khen, tổng thống nói là ông Steve Bannon là tuyệt vời, vân vân, tuần lễ sau đi, bao nhiêu người đã như vậy rồi. Thành ra cho nên người ta tin rằng là mặc dù tổng thống nói đây là fake news, người ta vẫn tin rằng McMaster có thể sẽ rời tòa Bạch Ốc very soon, rất sớm lắm. Và hiện giờ đã có tin là McMaster đã nói chuyện với phía lãnh đạo của cái Hoover Institution, cái học viện Hoover của Mỹ đó, là chuyên về bình luận về chính trị thế giới này nọ, để mà gọi là đưa ra những cái ý kiến về an ninh quốc gia đó. Thì McMaster có nói chuyện và hình như cũng muốn là đi về làm việc ở đó. Thành ra chúng ta biết rằng cái từ đó tới bây giờ Tổng thống Trump và McMaster đó chưa bao giờ gọi là get along hết đó, có nghĩa là hợp nhau hoàn toàn hết. Và nhất là từ những cái thông tin cũng lại từ tòa Bạch Ốc, chứ không có từ đâu hết, không có fake news gì hết đó. Nói rằng là Tổng thống Trump rất là khó chịu với cái cung cách của tướng McMaster, trong khi mỗi một lần mà ông tướng McMaster ông brief, ông báo cáo với tổng thống về tình hình thế giới đó, chắc có lẽ là tổng thống ngó lơ rồi ngất mặt lên rồi không thèm nghe gì đó. Cho nên có lẽ là tướng McMaster show cái thái độ của mình, cho nên tổng thống không có hài lòng về cái cung cách của McMaster. Tổng thống muốn một cái loại gọi là quần thần đó phải thần phục, nhưng mà McMaster thì chắc có lẽ không có phải là cái loại quần thần mà thần phục đâu. Cho nên người ta nói là ông này ổng has been on thin ice, cái lối nói của Shakespeare mà, khi mà nói một người mà on thin ice có nghĩa là ông này thuộc lọt vô cái sổ đen. Chúng ta biết là tổng thống có một cái sổ đen của những người mà hay phê phán tổng thống. Thành ra chắc là ông McMaster này nằm ở trong cái sổ đen rồi. Cho nên thôi thì mình biết rõ là cái truyền thống của Trump đó là ông ta gây hấn với tất cả mọi phía, sân si với tất cả mọi phía. Người nào phê phán tổng thống là lọt vào sổ đen. Cho nên không có ngạc nhiên gì khi mà McMaster sẽ rời tòa Bạch Ốc very soon. Cho nên đó là cái tình hình hiện tại giữa McMaster và tòa Bạch Ốc. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cái điều mà Lê Ngọc nghe mà Lê Ngọc nhớ là luật sư Duyên vừa mới nói là Tổng thống Donald Trump gọi là phê phán không thích từ mọi phía chỉ trích, nhưng mà phải là những người nào mà chống Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà có một cái điều đó, thưa luật sư Duyên, có một cái nhân vật vừa trẻ vừa đẹp mà chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị, đó là giám đốc truyền thông của tòa Bạch Ốc, cô Hope Hicks, không chống mà còn sau cái buổi điều trần với lại Ủy ban An ninh của Hạ viện thì cô còn lên tiếng, và cô cho rằng những cái lời mà cô nói dối đó là để cô nói dối, dù là không tội vạ nhưng mà những cái lời cô nói dối là để cho Tổng thống Donald Trump. Thì dù cô không bị chỉ trích nhưng mà chính cô lại phải từ chức.
Thì cái điều này hiện nay cho tới ngày hôm nay, thưa luật sư Duyên, khi mà người ta nói đến nội các của Tổng thống Donald Trump, thì nhiều người họ đã phải cười khẩy vì cái sự thay đổi quá nhanh. Và ngay cả có một cái số nguồn tin cho biết là từ mùa thu của năm ngoái đi, Tòa Bạch Ốc cũng đã thảo luận về cái việc là có nên thay ông tướng McMaster hay không, nhưng mà chưa làm được cho tới có thể là trong cuối tháng 3, hay là có thể việc này không có xảy ra vì họ đang hoài nghi về một cái khả năng là ai sẽ là cái người thứ ba để mà được bổ nhiệm vào cái chức cố vấn an ninh quốc gia trong vòng chưa đầy một năm. Trước đó thì chúng ta đã thấy là ông Michael Flynn cũng phải từ chức vì có những cái quan hệ với giới chức Nga. Rồi bây giờ nếu mà ông McMaster ra đi, nhân vật nào mà luật sư Duy nghĩ là giới truyền thông đang nói đến là có thể có cái khả năng để thay thế cho ông McMaster? Nếu quý thính giả mà Google đó, thì sẽ ngay bây giờ thì chúng tôi không có tên của 3-4 vị đó ở trên ngay bây giờ thì không có nhớ liền. Nhưng mà những cái tên đó là những cái tên mà những cái tên tuổi mà không có nổi tiếng lắm, nghĩa là không, mình chúng ta không có biết nhiều lắm, và nhất là những người đó lại không có một cái liên quan gì tới cái an ninh quốc gia hết. Một ông là CEO, là giống như là tổng giám đốc CEO của một cái công ty nào đó, nên ra nó không có quan trọng để chúng ta nhớ. Chỉ có cái điểm mà Lê Ngọc nói thì nó nhấn mạnh lên đó là dạ, quả thật là những người làm việc với Tổng thống Trump rồi từ từ phải, một là bị đuổi, hai là bỏ chạy, như trường hợp cô Hope Hicks này là thì là bỏ chạy đó, khiến cho bây giờ Tòa Bạch Ốc mỗi lần nhiều khi ghét lắm, nhiều người vào trong sổ đen lắm, nhưng mà nói rằng là nếu mà đuổi cái người đó thì ai sẽ thay thế. Chính vì cái câu hỏi là ai sẽ thay thế mà ông McMaster ngồi tại chức cho tới bây giờ, cũng giống như ông Rex Tillerson á, cũng đã bị gọi là ông cũng đã chỉ trích Tổng thống Trump thẳng thừng luôn, cũng trên sổ đen rồi, nhưng mà bây giờ vẫn là tại vị. Còn cô Hope Hicks á, nhiều lần chúng tôi cũng đã phân tích rồi, làm việc cho Tổng thống nó nguy hiểm cái chỗ này là mình bị buộc phải nói láo. Cô ta nói rằng đây là cái white lies, là loại những cái nói láo vô hại, nhưng mà chúng ta biết đó là cái cách nói như vậy thôi. Nhưng mà khi mà cô được hỏi cái câu đó đó, cô không có trả lời, cô không trả lời được, cô phải yêu cầu được quyền nói chuyện với luật sư của cô, thì cô và luật sư của cô ra bên ngoài nói chuyện với nhau. Thì khi quay trở lại, cô trả lời rằng là cô có nói láo, mà cô chỉ nói láo những cái white lies, những cái vấn đề gọi là không nghiêm trọng thôi, không có thiệt hại gì ai thôi. Và chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà làm cho Tổng thống Trump phải nói láo đó không có cái gì ngạc nhiên hết. Chúng ta nhìn lại mấy cái người mà gọi là tổng trưởng về báo chí từ thời Sean Spicer cho tới thời của cái cô Sarah Sanders bây giờ đó, đều là nói láo, mà mỗi lần trả lời tổng thống nói một đường thì cái người đó phải nói là ô, cái đó là tổng thống nói vậy thôi, chứ cái điều mà tổng thống nghĩ là như vậy. Chúng ta mỗi lần chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta thấy nó là làm cho một cái vị tổng thống mà mình phải trân tráo, mình phải nói láo như vậy thì mình có thể nói láo tới chừng nào. Sean Spicer hồi đó nói rằng là cái buổi đăng quang của tổng thống là đông nhất từ đó tới bây giờ, period. Nói cái chữ period báo chí nó cười. Thành ra làm cho tổng thống rồi tới chừng ra khỏi tòa Bạch Ốc thì có còn ai muốn sử dụng Sean Spicer nữa hay không? Cho nên Hope Hicks ngay bây giờ nếu mà tiếp tục ở lại đó, nó có một cái nguy hiểm là cái cuộc điều tra mà người ta điều tra tới đó thì lại sẽ vướng những cái điều là tại vì tổng thống sẽ tiếp tục yêu cầu Hope Hicks làm những cái điều mà nếu mà Hope Hicks làm cái điều đó là sẽ vi phạm luật của liên bang, chẳng hạn như nói dối với FBI, nói dối với lại các cái cơ quan của quốc hội chẳng hạn. Nếu mà như vậy thì là tự Hope Hicks sẽ ký cái bản án cho mình là mình can những cái tội đó. Cho nên ngay bây giờ cái cách hay nhất là không tiếp tục nói dối nữa, thì chỉ có cái cách là thôi xin từ chức. Cho nên cái việc mà làm cho cái tòa Bạch Ốc bây giờ đó, nó là một cái thách thức quan trọng lắm. Tức là một mình mà mình làm nó thì thứ nhất mình phải hy sinh cái liêm chính của mình, hy sinh cái uy tín của mình,
quý thính giả cứ tưởng tượng là một người bây giờ mà vào làm cho tòa Bạch Ốc mà đang là một cái nhân vật mà đàng hoàng này nọ, ngay cả John Kelly cũng vậy nữa, là mấy tháng sau là phải nói dối, là phải làm những cái chuyện tầm bậy. Liệu có bao nhiêu lê lai mà muốn hy sinh cho một cái người mà không phải là lê lợi hay không? Cho nên cái chuyện đó không có đâu. Vậy thì ngay bây giờ Tổng thống Trump nhìn đi nhìn lại những cái gọi là quần thần của mình từ cái hồi mà mình mới ra quân đó, bây giờ đi gần như là đi sạch. Nhìn lại á, ngay cả cái ông mà ông Keith Schiller, là cái tay mà bodyguard mà được tổng thống đưa lên làm gọi là giám đốc ở trong cái tòa Bạch Ốc, ông ta cũng 2 tháng sau là ông ta cũng từ chức. Cho nên mọi người đã ra đi, nhìn lại chỉ còn Trump, gia đình Trump và một vài cái người mà còn sót lại thôi, chứ còn những cái tay mà gọi là đi từ đầu với Tổng thống Trump bây giờ cũng đã đi hết rồi. Cho nên có một lần tôi mượn cái câu hát, tôi nói là buồn cho cái đầm lầy mà mới mấy tháng thôi mà đã cạn đó, thì bây giờ nó đang cạn dần. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, trong lúc mà luật sư Duyên thưa chuyện với quý vị thì Lê Ngọc đã có thấy là NBC News cũng đưa ra những cái tin tức và cho biết là hiện nay cái ứng cử viên hàng đầu mà đang được Tổng thống Donald Trump, ông có đang cân nhắc có thể là thay thế cho tướng McMaster, đó chính là nhân vật có cái tên là Stephen Biegun. Và đúng như là luật sư Duyên có thưa thì ông này là phó chủ tịch về vấn đề quan hệ quốc tế của một công ty rất là lớn, đó là công ty xe hơi, thưa quý vị, Ford Motor. Và ông Stephen Biegun này cũng không phải là một cái gương mặt xa lạ với tòa Bạch Ốc, vì ông Biegun đã từng làm việc trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia từ năm 2001 cho đến năm 2003, và ông cũng là phụ tá cao cấp cho cựu cố vấn an ninh quốc gia bà Condoleezza Rice trong chính phủ của thời Tổng thống George W. Bush. Và như vậy thì chúng ta hãy chờ xem thật sự tướng McMaster có ra đi trong cuối tháng này hay không. Và chuyển qua những cái tin mà liên quan đến gia đình của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta cũng đã biết là con rể của ông Jared Kushner cũng đã mất đi cái quyền gọi là security clearance mà tối mật. Và bên cạnh đó thì lại còn có một cái tin nữa, thưa luật sư Duyên, là chính Jared Kushner, anh này cũng đang có những cái khó khăn mà có một cái món nợ rất là lớn chưa được trả, lên tới 1.2 tỷ Mỹ Kim. Thì cái sự việc này từ đâu mà lại mang đến những cái tin tức như vậy? Và có phải vì những cái khó khăn này mà chúng ta thấy là gia đình của Jared Kushner có những cái quan hệ mà đang được ông Robert Mueller điều tra về vấn đề business, quan hệ, thưa với lại luật sư Duyên? Thực sự cái món nợ mà 1.2 tỷ mà Lệ Ngọc mới vừa nói đó không phải là mới đây. Tức là tháng 9 năm ngoái, tức là cách đây vài tháng đó, thì Washington Post họ đã nói rồi, và cái món nợ này đó là cái mortgage, cái giống như mình mua nhà, mình mượn nợ nhà đó mà. Thì cái món nợ là cái này là cái món nợ để mà liên quan tới cái building rất là nổi tiếng là building 366 đó, 666 ở trên đường Fifth Avenue ở Manhattan ở New York đó. Thì cái building đó, cái tham vọng của gia đình Kushner đó là mình, đương nhiên Kushner có nghĩa là Trump đó, là họ muốn lấy cái building đó, mà cái mới họ mới convert lại trở thành ra là một cái loại mà office building, trong đó ví dụ như là cho mấy cái công ty, mấy cái cơ quan đồ mướn vân vân, nó là một cái hạng sang. Thì cái tiền down payment của họ đâu là vài trăm triệu đó, rồi họ mới mượn một cái loan là 1.2 tỷ. Thì cái loan 1.2 tỷ đó, nó trên cái điều kiện của nó là tháng 2 năm tới, năm 2019, bây giờ chúng ta đang ở tháng 3 nè, chỉ còn khoảng 11 tháng nữa là cái loan đó nó due. Tức là họ mượn và họ tin rằng là cái tiền mướn của cái building đó nó sẽ trả cho, mình gọi là interest only đó, trả tiền lời thôi. Thì ngay cho tới thời điểm từ lúc mở ra cho tới bây giờ, thì là cái số mà phòng trống ở trên cái building đó nó lên tới khoảng 1/4. Thành ra cái tiền mà mình thu từ cái tiền rent, từ cái tiền lease đó, không có đủ trả cái interest only cho cái 1.2 tỷ đó nữa. Cho nên
vào tới tháng 2, đầu tháng 2 năm tới đó, là công ty Kushner phải làm sao tìm ra một cái số tiền để mà trả 1.2 tỷ đó. Nhưng mà cái lối làm ăn của công ty Kushner và Trump đó là nếu mà mình mượn tiền mà mình không trả nổi nữa đó thì mình khai bankruptcy. Đại tổng thống thiên thời đã khai bankruptcy 4 lần rồi. Mà chúng ta hiểu là cái công ty mà khi mà khai bankruptcy đó là cái công ty đó bankrupt, nhưng mà cá nhân của tổng thống hay cá nhân của Kushner vẫn không bị đụng chạm gì hết đó. Cho nên họ, tóm lại là nếu mà giả sử mà không có tiền trả đó thì họ chỉ mất cái kiểm soát của cái tòa building 666 đó, và cái nhà băng mà đang cho mượn tiền đó họ sẽ take over, cũng giống như chúng ta mua nhà mà chúng ta không có tiền trả cái tiền mortgage á, thì nhà băng nó kéo vậy thôi, chứ còn không có ảnh hưởng nhiều tới cái cá nhân với cái tài sản của gia đình Kushner. Là tại vì khi mà họ mượn cái loan lớn như vậy đó thì họ mượn bằng cái danh nghĩa của cái công ty, và đồng thời họ mượn bằng cái thế lực chính trị của họ. Chúng ta nên nhớ là không phải là chỉ cái 1.2 tỷ này không. Bây giờ tất cả những cái doanh vụ của công ty Kushner và của công ty Trump ở trên toàn thế giới, chúng ta đã thấy cái chuyện xảy ra ở Panama hôm tuần trước, ở Brazil vào mấy tháng trước, rồi ở bên Toronto, ở bên Canada, rồi nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ cần Google những cái công trình địa ốc làm ăn thì chúng ta mới thấy rằng là cái vấn đề khó khăn về tài chính của cái công ty Trump và công ty Kushner kinh hoàng lắm. Và những cái dịch vụ mà gọi là rửa tiền từ Nga, nghĩa là tiền tuôn ra để cho công ty của Trump mua một cái building rồi bán lại cho Nga, cũng nằm ở trong cái danh sách mà những cái transaction đáng ngờ đó. Thì chúng ta chỉ biết rằng là ngay bây giờ chúng ta đang nằm ở trong một cái tình trạng là một gia đình mà vì cái lợi ích cá, vì lợi ích kinh doanh của họ đó, nó có thể ảnh hưởng tới cái quyền lợi của nước Mỹ. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta đáng quan tâm. Và nước Nga là cái nước mà bơm tiền qua cái Deutsche Bank, bơm tiền qua những cái công ty của Kushner và của Trump rất là nhiều. Cho nên khi mà tôi nói rằng là cái vũ khí nguy hiểm nhất của Nga không phải là vũ khí nguyên tử, thì quý thính giả hiểu là tôi nói nó có căn cứ chứ không phải là vì tôi nói để mà tôi nói. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và thưa quý vị, bên cạnh đó thì ngay cả chính ông Robert Mueller, ông đang chú ý đến Jared Kushner, vấn đề là xem xét hồ sơ tài chính của chính anh này, và nhất là những cái thỏa hiệp về vấn đề tài chính. Kể cả khi mà Kushner, luật sư Duy nhớ là Kushner còn có một cái cuộc tiếp xúc với vị chủ tịch của ngân hàng của nước Nga. Do đó, trong ngày hôm qua, thưa quý vị, New York Times, họ cũng tiết lộ và họ cho rằng là công ty Kushner Company đã nhận tiền cho vay từ hai công ty mà các lãnh đạo này từng có cuộc gặp gỡ với Kushner tại Tòa Bạch Ốc. Và khi mà được hỏi đến vấn đề này, thì một viên chức của Tòa Bạch Ốc đã đẩy cái việc hỏi này qua luật sư của Kushner, đó là luật sư Abby Lauber, để mà có câu trả lời. Nhưng mà ông luật sư này hoàn toàn biến mất, không bình phẩm gì và cũng không cho giới báo chức biết cái câu trả lời như thế nào. Và bên cạnh đó thì thưa luật sư Duyên, hiện nay FBI đang điều tra những cái thỏa thuận kinh doanh quốc tế của cả con gái của Tổng thống Donald Trump, đó chính là Ivanka Trump, vì những viên chức chống tình báo của FBI lên tiếng cho biết là họ đang điều tra một trong những thỏa thuận kinh doanh quốc tế của Ivanka Trump. FBI đã để mắt đến những thỏa thuận thương lượng tài chính chung quanh Trump International Hotel và Tower ngay tại Vancouver. Và việc này có thể biết đâu lại sẽ gây ra trở ngại cho Ivanka Trump đối với việc là cô này được miễn trừ an ninh vĩnh viễn cho vị trí là cố vấn của Tổng thống. Cô này có được cấp hay không, hay cũng sẽ như là người chồng, đó là Jared Kushner. Sự việc này luật sư Duyên có thể dự đoán như thế nào đối với Ivanka Trump? Thực sự ra khi mà những cái transaction mờ ám từ Nga mà nó tuôn qua cho Tổng thống Trump của những năm trước,
thì lúc đó vì tổng thống không có đi vào cái chính trị, người ta không để ý. Bây giờ khi tổng thống đi vào và những cái transaction đó nguy hiểm cho nước Mỹ thì người ta đã điều tra những cái transaction đó rồi. Rồi bây giờ những cái tin, những cái thông tin về những cái kinh doanh của gia đình Kushner và của Ivanka ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào đi vào kinh doanh cũng bị gọi là thua lỗ, cũng có vấn đề trên toàn thế giới đó, thì chắc chắn rằng cái cuộc điều tra người ta sẽ nhìn tới để người ta xem rằng là làm ăn thì gọi là gặp khó khăn thất bại, mình gọi là thuyền to thì sóng lớn mà. Nhưng mà trong cái trường hợp của gia đình Trump và Kushner đó, thì cái sống nó bây giờ nó đã, họ vẫn tiếp tục, họ sống vương giả, họ vẫn nghĩa là dùng mượn đầu heo nấu cháo, cũng sống một cách nghĩa là gọi là phủ phê như vậy đó, thì chắc chắn rằng cái cuộc điều tra nó sẽ vươn tới. Và những cái transaction như vậy, nếu mà vì những cái khó khăn về tài chính khiến cho những cái người ở trong đó có thể bị nhượng khuất, có thể bị compromise với những cái thế lực tiền tài của quốc tế đó, thì chắc chắn người ta sẽ để ý tới. Nhưng mà qua cái điều mà Lệ Ngọc mới vừa trình bày là ngay cả bây giờ là Ivanka cũng bị điều tra, cũng bị để ý tới, cũng bị điều tra về những cái doanh vụ đó, thì chúng ta biết rằng là cái cuộc điều tra nó sẽ còn đi sâu nữa, là tại vì gia đình, hai cái gia đình này là hai cái gia đình chuyên môn làm real estate, rồi làm những cái dịch vụ, những cái công ty thương mại, thì người ta thì chắc chắn rằng nếu mà giả sử mình làm ăn mà chỗ này lỗ thì mình sẽ lấy cái chỗ khác đắp, cái chỗ mà lấy tiền lời ở chỗ khác mà đắp qua đó, nếu mà cái nguồn tiền mà do làm ăn thành công thì không nói gì, nếu mà là cái nguồn tiền đó lại là do những cái thế lực của ngoại quốc từ khu vực Á Rập, Trung Đông cho tới nước Nga vân vân, thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở trong cái tầm radar, tầm điều tra của Mỹ hết. Cho nên ngay bây giờ thì những cái bằng chứng thì nó không rõ ràng, nhưng mà nó đưa cái dấu hiệu rằng cái cách làm ăn của gia đình này, nếu mà mình nói cái chuyện làm ăn thương mại thôi đó, thì họ rất là liều mạng, rất là risky, và họ không có giữ cái uy tín là gì cả. Cho nên đi tới đâu là bị kiện tụng tới đó, đi tới đâu là có vấn đề tới đó. Thì làm ăn về tiền bạc đã như thế rồi, bây giờ nắm cái vận mệnh quốc gia thì nó nguy hiểm tới cái độ nào. Cho nên chúng ta chỉ là những người bên ngoài, chúng ta chỉ đọc tin ở trên bề mặt thôi mà chúng ta còn kinh hoàng đến như thế, thì những cái người mà họ 33.000 nhân viên mà làm cho FBI bây giờ đó, là họ là những chiến sĩ, họ đang bảo vệ nước Mỹ, họ đang bảo vệ cái nền dân chủ của Mỹ, thì cái lãnh đạo của họ khi mà họ nhìn thấy cái điều này thì thưa rằng chắc có lẽ cái cuộc điều tra sẽ còn đi sâu hơn nhiều và không có ngừng ở lại đây. Cho nên có sa thải ông Mueller hay là sa thải ông Jeff Sessions cũng không thể nào mà dập tắt được cái cuộc điều tra nữa. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, hiện nay dù là chúng ta chưa có được biết rõ là tại sao những nhà điều tra hay là cơ quan FBI lại quan tâm đến cái thỏa thuận của cái tòa nhà chọc trời Trump International Hotel and Tower vừa mới được khai trương vào năm 2017 vào tháng 2, ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức, dù là Trump Organization không làm chủ cái tòa nhà này, thưa quý vị, cũng giống như là những dự án bất động sản khác. Cái công ty được trả chi phí giấy phép và tiếp thị thì từ công ty kinh doanh bất động sản. Thì trường hợp này họ đã nói đến một cái công ty, một cái tập đoàn rất là lớn, đó là Holborn Group, có ngay trụ sở ở tại Canada, do Drew Kintia quản trị. Xuất thân từ một trong những dòng họ rất là giàu, phải nói là giàu có nhất ở Malaysia, thì cái công ty này đã điều hành cái vấn đề phát triển bất động sản này. Nhưng mà thưa quý vị, họ rất là lo sợ vì cái dòng tiền từ ngoại quốc, từ những nhà kinh doanh bất động sản hay từ những người mua chung cư ở nước ngoài đều có thể khiến cho vấn đề gọi là ngay cả gia đình của Ivanka Trump, Jared Kushner,
dễ bị những điệp viên nước ngoài gây áp lực, mà trong đó chúng ta biết là họ đều để ý tới những vấn đề này từ nước Nga và ngay cả từ Trung Quốc. Thành thử luật sư Duyên nghĩ là ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller chắc chắn thế nào cũng phải để mắt đến những thỏa thuận kinh tế của Ivanka Trump và ngay cả Jared Kushner trong những ngày sắp tới. Luật sư Duyên và Lê Ngọc sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị. Lê Ngọc xin được chuyển qua một đề tài khác, đó là luật súng tại nước Mỹ vẫn còn gây ra rất nhiều tranh cãi. Và chúng ta biết là trong những ngày sắp tới, và đặc biệt là ngày 24 tháng 3, cái số người học sinh hay là số trẻ em có thể lên tới cả nửa triệu người kéo về thủ đô Washington để mà có cuộc biểu tình. Nhưng mà một sự việc vừa mới xảy ra, thưa quý vị thính giả và luật sư Duyên, đó là ở ngay tại Georgia đã gây ra một cái sự tranh luận là về vấn đề từ Tổng thống Donald Trump đề nghị là những giáo sư có thể mang súng vào trường. Thì ở ngay tại tiểu bang Georgia, cảnh sát của thành phố Dothan, họ đã đưa ra một cái sự việc là họ không hiểu lý do tại sao mà một ông thầy giáo, mà ông thầy giáo này được học sinh rất là yêu thích, thì bỗng nhiên ông này lại nổ một phát súng lục bên trong lớp, gây ra một cái tình trạng hỗn loạn, khiến cho nhà trường tại Georgia phải ra lệnh khóa chặt lại phòng học, rồi sau đó chờ cảnh sát tới để mà di tản học sinh. Thì cái vấn đề này lại càng làm gây lên cái sự tranh cãi trong cái vấn đề luật súng. Luật sư Duy nghĩ như thế nào, và đặc biệt là người Việt của chúng ta nghĩ đến cái vấn đề luật súng này như thế nào? Hiện nay vẫn chưa có câu trả lời. Cái câu trả lời mà từ phía lòng dân thì nó có rồi. Nghĩa là 90% muốn điều tra cái background rất là kỹ, gọi là trước khi mà bán súng. Hơn 80% nói rằng là không có bán, nghĩa là không có bán những cái loại súng sát thương vân vân. Cái là cái việc mà muốn giảm bớt cái sự sử dụng súng để cho an toàn, thì cái chuyện đó nó càng lúc nó càng rõ rồi. Thì khi mà những cái dân biểu, nghị sĩ, dân chủ, cộng hòa gì đó không biết được, kể cả luôn Tổng thống Trump nói rằng là nên trang bị cho mấy ông thầy giáo những cái cây súng, thì Lệ Ngọc với chúng tôi cũng đã có trình bày rồi. Những cái người thầy giáo, người ta cầm cây súng, người ta có cây súng đi nữa, thì so với những cái tay mà ác ôn muốn giết người, thì cây súng ở trong tay của mấy cái tay đó lợi hại hơn trong tay của thầy giáo cô giáo nhiều. Nhưng mà thành ra thầy giáo cô giáo mà có mang súng đó, không có bảo vệ được các em, chưa chắc bảo vệ chính được cái sinh mạng của họ nữa. Nhưng mà nó lại xảy ra những cái chuyện như là ở Georgia mà Lê Ngọc mới vừa nói đó, là khi thầy giáo mà lên cơn điên đó thì không phải là kẻ ác bị hại, mà chính các em học trò, con em của chúng ta bị hại. Thành ra hỏi thử những quý thính giả mình nào, chúng ta cùng nghĩ với nhau đi, liệu chúng ta có muốn là đưa con em chúng ta đi học mà mỗi một ngày mà ông thầy súng có cây súng ở trên bàn, hay ông thầy súng kè kè giống như là ông thầy giáo này hay không? Thì ra mà ông thầy giáo này lại là một ông thầy giáo bình thường đó, thì ông rất là được ưa chuộng, ông dạy về cái môn xã hội học, ông là cái người mà chuyên môn là đọc, nói, announce, tuyên bố những cái trong những cái trận đấu football của trường đó, là ông có nói play by play chẳng hạn như là third down and one hay là second down and ten vân vân, là ông thầy giáo này đó. Mà cho tới lúc ông khùng lên, ông lên cơn đó, là ông khóa cửa lại, ông bắn. Mà may là ông khóa cửa trước, nhưng mà có lớp học là có một cái cửa khác thì các em nó chuồn ra cửa sau. Và cái cuộc mà dằn co với ổng nó kéo dài khoảng từ 30 tới 45 phút. Thì quý thính giả hiểu rằng là cái khái niệm mà là cho cái khái niệm của tổng thống là nên cho mấy cái người thầy giáo mang súng nữa, tự cái sự việc này nó giải thích rồi. Nhưng mà cái nguồn mà nền tảng mà ủng hộ Trump thì vẫn vỗ tay, vẫn khen là tổng thống là sáng suốt, là đỉnh cao trí tuệ vân vân chẳng hạn, thì mình phải chịu thôi. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng là mình phổ cái tư tưởng vĩ đại của đại tổng thống của chúng ta đó, thì nhà thờ mấy ông cha
hoặc là đi vô chùa mấy ông sư, bên cạnh cái chuông cái mỏ cũng nên có một cái cây AK-15 cho nó vui. Rồi chúng ta khi mà đi tụng niệm này đó, mặc dù là mình đi nhà thờ thì mình nói là chúc bình an cho nhau, hoặc là đi vô trong chùa thì là chúng ta tụng niệm gõ cốc cốc rồi mình tụng niệm. Bên cạnh đó mình cũng nên để cây súng bên cạnh cho nó an toàn. Thì đó là những cái khái niệm mà cái hội súng quốc gia và những cái công ty bán súng đó họ mừng lắm, là tại vì nếu mà cái lệnh của tổng thống mà được đem ra áp dụng đó thì chắc là cái doanh số của những cái công ty súng đó nó sẽ lên rất là nhiều. Thành ra điều gì thì điều, nhưng mà an toàn của chúng ta cho tới giờ phút này đó, dưới con mắt của các chính trị gia và dưới con mắt của tòa Bạch Ốc đó, cái sinh mạng của chúng ta không quan trọng bằng những cái tiền mà bỏ vô để cho họ tranh cử, để mà họ giành những cái chức vụ về chính trị. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, ông thầy giáo này, ông có cái tên là Davidson. Ông giáo sư này cũng mới có 53 tuổi thôi, nhưng mà đặc biệt, thưa luật sư Duyên, tờ báo địa phương đó là tờ The Atlantic Journal Constitution thì đã cho biết là trong cái năm 2012 này, ông thầy giáo Davidson này còn được coi là giáo viên xuất sắc nhất của trường Dalton. Mặc dù là sở cảnh sát Dalton lên tiếng cho biết rằng cho đến nay họ vẫn chưa biết là tại sao, cái lý do nào mà ông nhà giáo Davidson này lại nổ súng. Dù là trước đây, trong cái mấy năm gần đây, thì cảnh sát cũng đã đến gặp ông Davidson vì họ thấy, họ được báo cáo là ông thầy giáo Davidson này có một cái hành động lạ lùng. Rồi từng viết trong cái bản báo cáo rằng là ông thầy giáo Davidson này có thể bị cái chứng hoang tưởng. Nhưng mà bên cạnh đó có một số người lại cho rằng có lẽ cái hành vi của thầy giáo Davidson này để trả lời cho cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra, vấn đề là hãy cho các thầy giáo, các cô giáo được trang bị súng đến trường học. Điều này luật sư Duyên nghĩ như thế nào? Tôi cũng có thoáng nghĩ cái điều mà Lê Ngọc mới vừa nói. Lê Ngọc nhớ là hôm qua khi Lê Ngọc nói là bà Ivanka đã viết ra một cái vấn đề mà khiến người ta tấn công bản. Ta nói là trước khi nói với chúng tôi đề nghị nói với chồng bà trước đó, thì hai anh em mình cũng thoáng nghĩ rằng là hình như là bà Melania đã đưa cái điều này ra là để bà thấy một cái thông điệp mà phải gián tiếp. Thì tôi cũng thoáng nghĩ là ông thầy giáo này đó là ông đưa ra cái hành động này để ông chứng minh cho thấy rằng là cái việc mà trang bị súng cho thầy giáo là tầm bậy. Thành ra là khi ông bắn, ông chỉ bắn một phát, ông bắn chỉ thiên không có trúng ai hết, nhưng mà ông gây cái nuôi. Thành ra mình không biết mình chờ cái kết quả của cuộc điều tra như thế nào, nhưng mà cái quan của ông thầy giáo này thấy rõ rồi. Chúng ta nói rằng chúng ta trước cái bát ra bình thường, tôi cũng bình thường, tôi cũng nghĩa là không có cái gì mà liên hiểm hết. Tôi mua một bánh trứng ở trong nhà, rồi tôi mới đi làm ăn, tôi mới bắt đầu thiếu nợ, tôi mới chơi cờ bạc, mà nợ càng lúc càng tăng lên. Tôi đi lên thì tôi mới chạy lên lát cây gác, chẳng hạn như cái tay tôi lát cây gác nằm ở đó để mà tôi tốn cuộc đời, rồi tôi bắn xả ra, hay là tôi điên lên tôi bắn vô học trò, hay là tôi điên lên tôi bắn trong nhà thờ. Tất cả những cái điều đó nó đều xảy ra hết. Cho nên ngay cả cái việc mà tết bắt rau đi nữa, chúng ta biết là nội trong mỗi một con người chúng ta cũng biết là có những cái giai đoạn chúng ta cũng bị đau, chúng ta cũng bị depressed. Nếu mà bị depressed vừa thì không nói gì, nhưng mà tới một cái cực độ là chúng ta sẽ cũng điên, cũng giống như những cái người điên khác. Mà trong lúc chúng ta điên lại có cái khẩu súng bắn hàng loạt, một chiếc bắn ra cả trăm viên, một cái bắn đều chơi vui cái này, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái thông tin anh em chúng tôi đưa đến với quý khán giả để chúng ta cùng nhau phân tích. Còn cái sự việc của ông thầy ở Georgia là ông ta đưa ra một cái thông điệp hay là ông ta thật sự điên, cái điều đó chúng ta chờ kết quả của cuộc điều tra để làm cái này. Dạ vâng, thưa với luật sư Duyên, cái câu chuyện đầu vào buổi sáng mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị đó, thì bây giờ vào phút cuối Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị thính giả. Đó là một cái sự việc, là một cái Twitter của Tổng thống Donald Trump
vào sáng sớm của ngày hôm nay, thưa luật sư Duy, ngày thứ sáu, thì Tổng thống Donald Trump ông đã tweet và cái sự việc mà ông tweet đã gây sốc về cái vấn đề mà cuộc chiến tranh thương mại là điều không tồi và rất dễ dàng. Đó chính là cái dòng viết trên tài khoản Twitter của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm nay, chỉ có một ngày sau khi mà ông tuyên bố cái vấn đề mà tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm sẽ bắt đầu từ tuần sau. Và từ ngày hôm qua tới hôm nay thì Dow Jones, Wall Street thì những cái số điểm mà chúng ta thấy xuống đến cả, có lúc gần đến cả 500 điểm. Thưa luật sư Duyên, cái vấn đề này nó như thế nào? Tại sao lại những cái phản ứng ngay lập tức đã đến ngay sau khi cái lời tuyên bố, lời Twitter của Tổng thống Donald Trump về cái việc là ông sẽ thông qua mức thuế quan thuế mới đối với hai mặt hàng, đó là mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu trong tuần tới, thì làm cho tất cả những nước đồng minh của nước Mỹ đều nhảy dựng lên và họ đang cho rằng thương trường đó chính là chiến trường. Khi mà kinh tế Mỹ tiếp tục nhờ cái đà của cái thời tổng thống trước mà được tăng trưởng liên tục, rồi tới tổng thống Trump cái trấn nó vẫn còn, thì người ta cho cái điểm là ô tổng thống Trump ổng vừa lên ngôi một cái là kinh tế nó vọt lên. Thì anh em chúng tôi cũng đã có nói rồi, một cái nền kinh tế nó không bao giờ nó thay đổi một nghĩa là chớp nhoáng một cái là nó thay đổi liền hết á. Khi mà tổng thống Obama ông nhận được một cái nền kinh tế mà gọi là suy thoái vào bậc nhất, nghĩa là suy thoái ngang hàng với cái thời mà suy thoái của năm 1930 đó, thì trong mấy tháng đầu tiên người ta chỉ trích tổng thống Obama, người ta nói rằng là kinh tế không có lên thì mình dùng cái trí thông minh bình thường thôi, muốn kinh tế nó đổi chiều thì trước khi nó phải ngừng lại cái đã, thì để mà ngừng lại cái sự mà rơi đó thì tổng thống Obama ổng đã đưa ra những cái quyết định chẳng hạn như là cứu nguy ba cái nhà máy xe hơi, cứu nguy cái ngành năng lượng sạch, rồi bơm tiền vào, dùng 700 mấy chục tỷ bơm tiền vào, rồi từ từ nó mới ngừng rơi, rồi nó mới vọt lên. Mà khi nó vọt lên 8 năm liền thì khi tổng thống Donald Trump mà chấp nhận như gọi là đăng quang đó, thì chúng ta phân tích chúng ta biết rằng là cái nền kinh tế nó sẽ tiếp tục tăng bởi vì cái trớn của nó. Và bây giờ qua mới gần đây thôi đó, thì đó là những cái quyết định mà gọi là trực tiếp. Từ đó tới bây giờ tổng thống chưa có ra cái quyết định trực tiếp về kinh tế, mà khi đưa quyết định trực tiếp về kinh tế thì là ra cái điều giống như là bắt nạt hung hăng. Chúng ta biết là cái việc mà thương mại đó là ngồi xuống làm ăn, luôn luôn ông có lợi thì tôi phải có lợi. Nếu mà mình nói là America first, không ai làm ăn với mình cả đó, thì nó ảnh hưởng xấu tới kinh tế, cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Mình không đừng có nói tới tầm vóc quốc gia. Quý thính giả mà nội trong cái khu Eden của chúng ta mà làm ăn với nhau mà chỉ có một bên mà chỉ có bắt nạt mình thì chắc chắn mình không muốn làm ăn với cái tay đó rồi. Cho nên khi tổng thống nói rằng là làm kinh tế, chiến tranh thương mại rất là dễ dàng, nó cho thấy là tổng thống cái gì từ miệng của tổng thống cũng nói healthcare, mình đã nghe rồi, healthcare dễ lắm, cái chuyện bắt hàng dễ lắm, rồi bây giờ thương mại dễ lắm. Mỗi một lần mà tôi nghe vị tổng thống thiên thời của chúng ta mà nói rằng cái gì mà dễ đó tôi rợn da gà, thì bây giờ cái rợn da gà nó thành sự thực rồi. Khi chúng ta tăng cái giá thuế trên sắt, thép hay là nhôm của từ các nước khác đó, thì đương nhiên quý tín giả phải hiểu rằng là sắt thép nó không phải chỉ dính tới cái ngành sắt thép thôi, mà nó dính tới tất cả, nào là mình xây nhà, xây cầu, xây đường, làm xe hơi, cái gì cũng cần sắt thép hết. Vậy thì nó rúng động tới tất cả các cái ngành liên hệ, tới các cái ngành kỹ nghệ liên hệ, nhôm cũng vậy. Thì bây giờ nếu mà giả sử thép và nhôm mà đi vào Mỹ mà cái giá bị nhà nước gọi là tăng thuế, thì cái hại không phải là hại cho ai hết, hại là hại cho công ty. Bây giờ nếu mà tôi có một cái công ty xe hơi mà tôi từng xài sắt thép của các nước khác, hoặc là tôi có cái công ty chuyên môn xây dựng mà mới là
mà xây dựng dùng thép để mà xây cầu, xây đường, xây nhà, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Cho nên vì cái ảnh hưởng đó thì nếu mà tôi đem cái số tiền, tưởng là tôi phải trả một cái số tiền quá cao đó, thì những cái contract đấu thầu của tôi đó, nó cũng phải tăng giá. Mà khi tôi đấu thầu mà tăng giá thì những cái nơi nào mà họ làm ăn với tôi, họ nói là giờ không có làm ăn với tôi nữa thì tôi mất rót thôi. Thì cái chuyện đó nó ảnh hưởng tới kinh tế sâu rộng là như thế. Mà chúng ta hiểu rằng là khi mà những cái người đầu tư họ chỉ nhắm vào cái sự phát triển của cái ngành kỹ nghệ đó hay là công ty đó, mà họ thấy rằng là bỏ tiền vào chỗ đó e rằng nguy hiểm đó, thì họ sẽ bán hết mấy cái stock ra để mà họ giữ tiền. Mà khi họ bán ra hàng mà bán ra nhiều quá thì tự nhiên cái giá nó drop, thì cái đó là nó nói lên cái ảnh hưởng dây chuyền của một cái nền kinh tế. Trong một hai phút này chúng tôi không có cái tham vọng mà gọi là đi sâu vào đủ thứ đâu, nhưng mà chỉ muốn nói rằng là chúng ta cùng nhau, chúng ta để hiểu cái hiệu ứng dây chuyền đó, để chúng ta không bao giờ mà nhìn vào nói là ô, cái chuyện mà cai trị một nước dễ lắm mà, từ healthcare cũng dễ, rồi chiến tranh với Trung Đông ở Trung Đông cũng dễ, chiến tranh với Bắc Hàn cũng dễ, vân vân. Thì nói như thế để hiểu rằng là cái việc mà mình lên mình làm mấy cái show TV, truyền hình mình nói dốc đó thì dễ lắm. Chứ còn để mà làm cho một cái nền kinh tế mà được cả thế giới trông cậy vào, tin vào và làm cho chúng ta được mạnh lên đó, cái chuyện đó nó không dễ chút nào cả. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, Lê Ngọc thấy ngày hôm qua khi mà Wall Street đóng cửa thì Dow Jones cũng đã xuống tới -420.22. Lê Ngọc thấy toàn là những con số đỏ mà thôi. Sáng nay thì cũng đang xuống nhưng mà chưa có đóng cửa, thành thử cũng chúng ta cũng thật sự không biết như thế nào. Nhưng mà hiện nay thì châu Âu và đặc biệt là Ngoại trưởng Đức, ông Gabriel, ông còn lên tiếng là ông kêu gọi Liên minh châu Âu EU phải có một cái phản ứng rất là quyết liệt, kiên quyết trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về cái áp mức thuế cao đối với những sản phẩm về thép và nhôm nhập khẩu. Và ông này còn cho rằng là không nên khoanh tay đứng nhìn khi mà ngành công nghiệp của nước Đức hay là của châu Âu bị ảnh hưởng vì những cái quyết định bất công. Châu Âu thì họ nghĩ là bất công, nhưng mà thật sự nước Mỹ, chúng ta cũng phải cần có một cái sự công bằng chứ, thưa luật sư Duy. Không phải là Âu Châu với Mỹ. Nói tóm lại là khi mà chúng ta ngồi xuống để mà bàn thảo về vấn đề kinh tế, thương mại, thì luôn luôn không bao giờ có một cái quyền lợi của một phía nào, cho dù phía đó là châu Âu hay là phía đó là Mỹ, mà mình nói là mình first đó, là cái chuyện nó không có. Nó chỉ có khi nào, chẳng hạn như bây giờ giữa Trung Quốc với Việt Nam đi, thì Trung Quốc họ khống chế Việt Nam từ kinh tế, chính trị gì hết, cho nên mỗi một lần mà ngồi xuống mà bàn về những cái contract đó, là Việt Nam phải để là China first, có nghĩa là Trung Quốc nó phải được tất cả những cái quyền lợi. Thì cái chuyện đó nó xảy ra, mà nếu mà nó xảy ra đó một cái lúc nào đó, thì cái bên mà bị thua thiệt đó họ cũng nổi dậy và nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế. Đằng này Tổng thống Trump khi mà ra những cái quyết định như vậy đó, chúng ta ra quyết định với những cái đối tác thương mại mà họ ngang hàng với mình và họ ảnh hưởng rất là lớn trong cái kinh tế của Hoa Kỳ, trong đó có Canada, trong đó có Âu Châu, trong đó có Úc, trong đó có Trung Quốc này nọ, mà mình cứ ngang nhiên mình nói ô tôi tăng thuế. Nếu mà bây giờ tổng thống mà tăng thuế thép và nhôm nó chẳng hạn đi, mình chỉ nói mới hai món đó thôi, thì bên Trung Quốc họ cũng biết như vậy, tại vì Trung Quốc cũng xài thép của Mỹ vậy, hay là cũng xài những cái hàng hóa khác của Mỹ vậy, thì Trung Quốc mới nói là bây giờ nếu mà tăng thuế chúng tôi thì tôi cũng tăng thuế lại những cái món hàng đó. Mà khi hai bên đều leo thang tăng thuế đó thì cái hàng hóa đó người dân sẽ không mua nữa, thì cả hai phía đều không mua thì cái kinh tế nó trì trệ, là nó trì trệ chung chứ không phải là chỉ có trì trệ một phía. Cho nên mỗi một lần mà nghe những cái tuyên bố mà gọi là không có tính toán mà chỉ nói là mọi sự mà đều mà dễ dàng đó, thì mà lại một lần nữa tôi mới giật mình, tôi nói ủa tại sao mà mình thức dậy mình nói là mình lại có một cái lãnh đạo mà nó ngộ như thế này.
Thành ra làm kinh tế chỉ dùng cái common sense thôi, rồi mình mới làm, mà mình mới phóng lớn ra từ cái tình hình thế giới, mình mới hiểu rằng là nó không có đơn giản, và nó không phải là mình muốn bully, mình muốn bắt nạt, mình muốn gọi là quạnh hẹ ai cũng được cả. Và cái điều đó nó chứng minh là cái này nó đã được chứng minh rồi. Trong vòng lần phá sản, và ngay bây giờ chúng ta cũng đang chứng kiến, vì tổng thống cứ nghĩ là Trump first, nghĩa là Trump là number one mà. Thành ra những cái công việc làm ăn của gia đình tổng thống trên mọi nơi đều đang có vấn đề hết. Trở lại với đây Ngọc. Dạ vâng, ngoài sự nhận định của luật sư Duyên thì cũng có những phân tích của giới chuyên gia, thì họ cũng cho rằng là việc áp đặt những cái loại thuế đối với những sản phẩm nhôm, thép, điều này có thể châm ngòi một cái cuộc chiến thương mại đối với những đối tác thương mại của nước Mỹ, và bên cạnh đó còn làm suy yếu cái hệ thống thương mại thế giới dựa trên luật lệ quốc tế, cũng như là gây tổn hại đến cái sự triển vọng tăng trưởng của toàn cầu. Điều này chúng ta sẽ xem coi kinh tế trong những ngày hôm nay, những ngày sắp tới, coi những cái điểm số của Dow Jones Wall Street như thế nào. Lệ Ngọc cảm ơn luật sư Duyên đã đến trên làn sóng của NVR, và chúc anh Duyên một ngày thứ sáu, một ngày đầu của những ngày cuối tuần thật là vui và bình an, thưa anh. Xin tạm biệt Lê Ngọc, tạm biệt quý thính giả, xin hẹn vào chương trình lần tới.